Hello, hello. Hey, hôm nay chúng ta đi săn cá nha. Yeah. Wow. Cái gì đây? Ôi trời, cái gì đây? Wow, nó đang ẩn lấp trong này. Nó đang ẩn lấp trong bụi. Wow, gì ạ? Tầm bát. Wow. Yeah. Wow. King crab. Crab. Yeah. Wow. Wow. Có gì đây? Wow. Wow. Có gì đây? Tầm bát. Rùa các bạn ạ. Tầm bát. Wow. Yeah. Wow, cái gì đây? Trong lỗ này có cái gì đây? À, các bạn. Nó đang đục các bạn ạ. Chúng ta sắp vào. Wow. Yeah. Wow. Có gì đây? Nó có hai cái càng rất là to. Yeah. Ra đây. Okay. Wow. Tôm hùm Alaska các bạn ạ. Yeah. Wow. Tầm bát. Wow, sao? Tầm bát. Tầm to. Tầm bát. Tầm bát. Ok. Wow. Yeah. Wow, cái gì đây? Wow. Đó là cái hiện đây. Màu xanh nha các bạn nha. Tầm bát. Wow. Là một con tắc kè các bạn ạ. Con tắc kè màu xanh nha. Yeah. Ha ha. Nào, ta sẽ đi lần xem tìm ở đâu. Cá. Wow. Cá. Wow. 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 Cá đồ chơi các bạn ạ. Đây là một chú cá biển nhá các bạn nhá. Wow. Tập bắn. Nào đi đâu mau lên. Wow. Ha, con gì đây? Là một chú cá biển. Mồm rất là to các bạn ạ. Yeah. Wow. Okay, chỗ này nha. Chúng ta đi nhé. Go. Yeah. Let's go. Wow. Wow. Đây là một chú cá sấu. Crocodile nha. Cá sấu các bạn ạ. Yeah. Wow. Wow. Yeah. Ở chỗ này đã hết cá rồi các bạn ạ. Okay. Bye. Tạm biệt các bạn nha.